Thần Vương xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Phàm. Tập 35. Vèo. Vào thời khắc mấu chốt, một lưỡng chân nguyên bắn nhanh ra Tử Viêm Tông, bắn về phía Diệp Phàm với tốc độ nhanh như tia chớp. Sức mạnh ẩn chứa trong lưỡng chân nguyên này cực kỳ mạnh mẽ, nếu Diệp Phàm tiếp tục tấn công xích kiếm thì bản thân hắn cũng sẽ bị chân nguyên này đánh trúng và cùng chết. Nhưng điều mọi người không ngờ tới chính là Diệp Phàm không hề dừng lại, ngược lại còn hét lên, chỉ xích thiên nhai. Trong phút chốc, tốc độ của Diệp Phàm tăng lên mười mấy lần, thanh tu la kiếm trong tay hẳn trực. Tiếp xuyên qua cơ thể xích kiếm, một đòn giết chết hắn ta, cùng lúc đó luồng chân nguyên kia cũng va vào người hắn nhưng đã bị nhân đạo hộ giáp chặn lại. Cộp cộp cộp. Tuy nhiên, uy lực của lưỡng chân nguyên này vô cùng mạnh mẽ, dù được bảo vệ bởi nhân đạo hộ giáp, hắn vẫn bị đánh bật lại, hét lên một tiếng, một vệt máu tràn ra từ khóe miệng. Nhưng thân thể hiện tại của Diệp Phàm đã không còn như trước nữa, cho nên đòn này chỉ làm hắn bị thương một chút, chứ không thực sự giết chết hay làm hắn bị thương nặng. Nhưng xích kiếm lại thực sự chết dưới kiếm của hắn. Thiên tài xếp thứ hai của Viêm Tông trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào một kiếm của Diệp Phàm, chưa kịp nói một lời thì thân thể đã trực tiếp nổ tung, hồn phi phách tán, không còn một mảnh xương nào. Những người của Viêm Tông có mặt ở đây chứng kiến xích kiếm chết thảm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc này, ba bóng người đột nhiên xuất hiện ở Viêm Tông, người đứng đầu là Từ Hiểu, tông chủ của Viêm Tông, theo sau là hai ông lão, họ là đại trưởng lão và nhị trưởng lão nội môn. Và cả ba người họ đều toát ra hơi thở vượt qua âm dương cảnh, rõ ràng họ đều là những cường giả niết bàn cảnh. Cậu lại dám giết xích kiếm. Lúc này, nhị trưởng lão nội môn tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm, xích kiếm là đệ tử do chính ông ta dạy dỗ, bây giờ lại chết thảm, điều này đương nhiên khiến ông ta vô cùng tức giận. Luồng chân nguyên vừa rồi là do ông ta đánh ra, không ngờ vẫn không cứu được đệ tử của mình. Hắn ta chỉ chết trước thôi. Rất nhanh thôi các người sẽ sớm gặp lại nhau dưới lòng đất. Diệp Phàm lạnh lùng hét lên. Cậu muốn chết. Nhị trưởng lão tức giận hét lên, ông ta tung ra một trường, thổi quét về phía Diệp Phàm, sức mạnh của Niết Bàn Cảnh bộc phát ra. Tuy rằng ông ta chỉ ở Niết Bàn Cảnh cấp 1, nhưng sức mạnh của ông ta đã khác xa so với cường giả âm dương cảnh, một trường của ông ta như hủy diệt trời đất, không gian xung quanh sụp đổ một, khó có thể chống đỡ được một trường này. Diệp Phàm cũng cảm nhận được một cảm giác ngạt thở mãnh liệt, trong mắt hắn hiện lên một tia lạnh lẽo, hắn trực tiếp thu hồi tu la kiếm, vung tay lên, thiên đạo ấn xuất hiện trong tay hắn. Đã từ lâu hẳn vẫn không sử dụng thiên đạo ấn, nhưng thứ vũ khí như thiên đạo ấn càng đáng sợ hơn so với tu la kiếm. Thiên đạo ấn. Diệp Phàm thi triển lục đạo phán quyết thuật, điều khiển thiên đạo ấn bay ra. Rầm rầm rầm. Vào lúc này, sức mạnh của thiên đạo ấn bộc phát ra. Diệp Phàm thậm chí còn thúc giục tử vi đế khí, long khí, sức mạnh long tượng điên cuồng rót vào trong đó, khiến thiên đạo ấn nở rộ hào quang chói mắt, áp lực tối cao càn quét ra ngoài, chấn áp tứ hải bát hoang. Ngay lúc đó, một trường của nhị trưởng lão Viêm Tông và thiên đạo ấn va chạm vào nhau, như sao hỏa lao vào trái đất, sấm sét cuồn cuộn. Điều mà người của Viêm Tông không ngờ tới chính là thiên đạo ấn do Diệp Phàm kích hoạt thực sự đánh tan một trường của nhị trưởng lão trong nháy mắt và bắn thẳng về phía ông ta. Cú đánh này ẩn chứa sức mạnh của thiên đạo, trực tiếp chấn áp khiến vẻ mặt của nhị trưởng lão thay đổi, ông ta cảm nhận được một cảm giác ngạt thở mãnh liệt. Cẩn thận! Sắc mặt của đại trưởng lão nội môn Viêm Tông thay đổi, ông ta trực tiếp hét lên và bước tới bên cạnh nhị trưởng lão, cùng nhau chống lại thiên đạo ấn. Bùm bùm bùm! Thiên đạo ấn chấn áp xuống, va chạm mạnh mẽ với sức mạnh của hai trưởng lão niết bàn cảnh của Viêm Tông, năng lượng vô tận càn quét ra, nổ tung. Khoảng không của Viêm Tông. Hai trưởng lão kia trực tiếp bay ra ngoài, nhị trưởng lão đập xuống đất ngay tại chỗ, phun ra một ngụm máu, chết ngay lập tức, còn đại trưởng lão thì, trực tiếp quỳ xuống, một tay chống đất, thở hồng hộc từng hơi một, khóe miệng ông ta vẫn đang chảy máu. Dưới đòn này, hai trưởng lão mạnh mẽ nhất của nội môn Viêm Tông một chết một bị thương nặng, kết quả này là điều không ai ngờ tới. Lúc này, sắc mặt của mọi người ở Viêm Tông đều cứng ngắc, mỗi người đều sợ hãi đến nỗi trái tim ngừng lại, ngay cả Từ Hiểu. Tông chủ của Viêm Tông, cũng cau mày. Hồng hộc, hồng hộc. Lúc này, Diệp Phàm thu hồi thiên đạo ấn, thở hổn hển từng hơi một, toàn bộ sức lực đều cạn kiệt. Không ngờ thực lực của cậu lại đạt đến trình độ này, hơn nữa còn có được vũ khí lợi hại như vậy, đại ấn kia hẳn là vũ khí cấp vương khí đúng chứ? Từ Hiểu nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm và nói một cách lạnh nhạt. Trong giới tu hành, ngoài linh khí còn có vương khí,
Vương khí cũng được chia thành 4 cấp, phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Tuy nhiên, vương khí lại hiếm hơn nhiều so với linh khí, ngay cả ở những thế giới cao cấp, không phải thế lực nào cũng có thể có một vũ khí vương khí. Hiển nhiên, trong mắt Từ Hiểu, thiên đạo ấn của Diệp Phàm chính là vũ khí cấp vương khí. Không ngờ Viêm Tông to lớn của ta lại bị một tiểu bối ép rơi vào tình cảnh như vậy, thật sự khiến người ta thổn thức. Nhưng tất cả những chuyện này đến đây dừng lại được rồi. Từ Hiểu lạnh lùng nói, trên người ông ta bắt đầu tràn ngập một luồng hơi thở khiến người ta ngột ngạt. Thực lực của ông ta đang dần dần bộc lộ ra, hiển nhiên là muốn đích thân xử tứ Diệp Phàm. Cha, đối phó với cậu ta, đâu cần ngài ra tay. Đột nhiên, một tiếng hét lạnh lùng và tàn nhẫn vang lên. Phía trên hư không, một thanh niên mặc đồ đen xuyên qua không trung, xuất hiện ở Viêm Tông. Người thanh niên này mặc một bộ áo bào đen, để tóc dài, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt lạnh lẽo đến tột độ, toát ra một hơi thở trấn áp người khác. Phượng Nhi. Từ Hiểu nhìn thanh niên này và hét lên, người này đúng là con trai Từ Phượng của ông ta, hơn nữa còn là thiên tài số 1 ở Viêm Tông, hẳn ta được xếp hạng thứ 125 trong bảng yêu nghiệt và được coi là người có cơ hội cao nhất ở Viêm Tông có thể lọt vào top 100 thiên tài trong bảng yêu nghiệt trong vạn năm. Qua, là người cực kỳ nổi tiếng ở thế giới cao cấp này, nhưng trước đó Từ Phượng vẫn luôn ngao du ở bên ngoài, không ngờ hôm nay lại xuất hiện. Cha, hãy giao cậu ta cho con đi. Từ Phượng nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, thờ ơ nói. Cẩn thận, cậu ta rất khó đối phó. Từ Hiểu nhắc nhở Từ Phượng, nhưng trong mắt hắn ta lại lộ ra vẻ khinh thường, lạnh lùng nói, trong mắt con, cậu ta chỉ là một người chết thôi. Xoẹt. Lúc này Từ Phượng nhìn về phía Diệp Phàm, lạnh lùng nói, ra tay đi, để tôi xem rốt cuộc cậu có thực lực lớn đến mức nào, dám nói ra những lời ngạo mạn muốn tiêu diệt Viêm Tông của tôi. Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm. Trực tiếp xông về phía Từ Phượng, lúc này sức mạnh trong người hẳn đã cạn kiệt, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của cơ thể để chiến đấu. Nhưng thân thể của hắn đã không ngừng được tôi luyện, sức mạnh thân thể của hắn từ lâu đã không kém gì sức mạnh tu luyện, cho nên cú đấm này tung ra vẫn có uy lực kính người. Bùm! Khi Diệp Phàm tung ra một quyền này, sắc mặt Từ Phượng lạnh lùng, trong cơ thể hắn ta đột nhiên bộc phát ra một luồng hơi thở đáng sợ, toàn thân bốc lên một ngọn lửa nóng bỏng. Tản ra một luồng áp lực cực kỳ đáng sợ. Thiên viêm chiến thể, Phượng Nhi thật sự đã thức tỉnh thiên viêm chiến thể. Lúc này, Từ Hiểu ngạc nhiên nhìn Từ Phượng. Thiên viêm chiến thể là một loại thể chất cực kỳ mạnh mẽ, thuộc về vương thể. Khỏi phải nói về sức mạnh của vương thể, một thân thể như vậy đủ để khiến người đó kiêu ngạo trước các quần hùng. Nhưng không phải ai cũng có thể thức tỉnh vương thể, hầu hết các thiên tài nhiều nhất cũng chỉ có được linh thể, để thức tỉnh vương thể thì căn phải có cơ duyên. Và Từ Phượng hiện đã thức tỉnh thiên viêm chiến thể, một trong các vương thể. Loại thể chất này có điểm cộng lớn cho người tu hành cảm nhận được sức mạnh của thuộc tính hỏa, hơn nữa sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, nếu không thì tại sao lại được gọi là chiến thể. Con trai ta có vương thể, khi bảng yêu nghiệt mới được mở ra, nó chắc chắn sẽ lọt vào top 100, đến lúc đó, Viêm Tông của ta sẽ được xếp vào cửu trọng thiên. Lúc này, Từ Hiểu tỏ ra vô cùng phấn khích, đôi mắt sáng ngời. Trong lòng dâng lên một cảm giác tự hào mãnh liệt. Bùm! Từ Phượng cũng tung ra một quyền, cú đấm của hắn ta chứa đựng sức mạnh của thiên viêm chiến thể, bùng phát ra ý chí chiến đấu đáng sợ, rực cháy và không thể ngăn cản. Khi nằm đấm của cả hai chạm vào nhau, phát ra một âm thanh lớn đủ để xé rách màng nhĩ. Cộp cộp cộp! Dưới cú đấm này, cả hai bên đều đồng loạt lui về phía sau. Trong mắt Diệp Phàm mang theo tia lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Phượng. Người kia thì nhìn hắn lạnh lùng nói, không nghĩ tới sức mạnh thân thể của lại mạnh như vậy, xem ra cậu còn là một tên thể tu giả. Nhưng thật ngại quá, cậu lại gặp phải tôi, hôm nay cậu nhất định phải chết. Sau khi Từ Phượng nói xong, hắn ta vung nắm đấm, mang theo sức mạnh của thiên viêm chiến thể, đánh về phía Diệp Phàm. Bùm bùm bùm. Lúc này, hai thiên tài bắt đầu một trận chiến đối đầu trực diện. Mà Từ Phượng sở hữu thiên viêm chiến thể. Sức chiến đấu của hắn ta không kém gì cường giả niết bàn cảnh cấp 3. Hơn nữa, thiên viêm chiến thể mang lại cho hắn ta một ý chí chiến đấu mạnh mẽ, khiến hắn ta chiến đấu vô cùng hung hãn. Nhưng Diệp Phàm lại không hề sợ hãi, hắn đã trải qua vô số trận chiến, ý chí chiến đấu cũng không kém gì đối phương. Hơn nữa thân thể hiện tại của hắn đã được rèn luyện bởi 8 giọt tinh huyết của tổ vu, đồng thời lại hấp thu một đống máu của các cường giả cổ xưa ở chiến trường cố, cộng thêm ma khí tôi luyện của ma thần Sivu. Sức mạnh của thân thể này đã đạt đến đỉnh cao từ lâu rồi,
cho dù là vương thể thì cũng có thể trấn áp được. Bùm bùm bùm. Trong nháy mắt, Diệp Phàm và Từ Phượng đã chiến đấu kịch liệt hàng trăm chiêu, họ không hề sử dụng bất kỳ vũ khí hay linh kỹ nào, đây là cuộc đối đầu bằng thân thể trực tiếp nhất. Dưới đợt oanh tạc điên cuồng này, sức mạnh trong thân thể của Diệp Phàm đã hoàn toàn được giải phóng, có thể nói là càng đánh càng mạnh mẽ, trực tiếp áp chế Từ Phượng, đánh cho hắn ta liên tục lùi về phía sau. Bùm! Khi một tiếng sấm rền vang lên, Diệp Phàm và Từ Phượng lần lượt lùi về phía sau, trong mắt Diệp Phàm tràn đầy ý chí chiến đấu mãnh liệt, còn khóe miệng Từ Phượng thì đã có một tia máu tràn ra, vẻ mặt vô cùng khó coi. Từ Phượng hoàn toàn không ngờ rằng sức mạnh thân thể của Diệp Phàm lại khủng bố đến mức ngay cả thiêm viêm chiến thể của hắn ta cũng không thể chống lại được, đây còn là cơ thể của một con người sao. Diệp Phàm hét lớn, đã lâu hẳn không được đánh nhau vui vẻ như vậy, tế bào chiến đấu trong cơ thể hoàn toàn bị khơi dậy, hắn lại lao ra lần nữa và điên cuồng tung cú đấm vẽ phía Từ Phượng. Bùm bùm bùm. Trong chớp mắt, hai người lại đối đầu với nhau bằng hàng trăm cú đấm, Từ Phượng đã kích thích sức mạnh của thiên viêm chiến thể đến cực hạn. Nhưng vẫn không thể ngăn cản được Diệp Phàm, ngược lại bị đánh đến mức không ngừng hộc máu. Bùm! Một tiếng nổ vang như sấm, hư không nổ tung ra, Từ Phượng nhanh chóng lùi lại, hai chân trượt trên mặt đất, cày ra hai khe rãnh thật dài, hắn ta kêu lên một tiếng, nửa quỳ trên mặt đất, miệng nôn ra máu, bị thương rất nặng. Phượng Nhi! Nhìn thấy con trai mình bị thương, Từ Hiểu vội vàng đến bên cạnh và lo lắng kêu lên. Sau đó trong mắt Từ Hiểu tràn đầy sự tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đang muốn ra tay, lại bị Từ Phượng ngăn lại, hắn ta nói, cha, trận chiến giữa con và cậu ta vẫn chưa kết thúc. Lúc này Từ Phượng lau máu trên khóe miệng, lại đứng lên, lạnh lùng nhìn chấm chấm vào Diệp Phàm, sức mạnh của cậu vượt ngoài dự kiến của tôi, nhưng trận chiến thực sự chỉ mới bắt đầu thôi. Tiếp theo, tôi sẽ cho cậu nếm thử tuyệt kỹ mạnh nhất của Viêm Tông, nộ hỏa chỉ liên. Từ Phượng nhìn Diệp Phàm. Lạnh lùng hét lên. Lời nói của hắn ta khiến Từ Hiểu và những người của Viêm Tông có mặt tại đó đều kinh ngạc, họ nhìn hắn ta với vẻ mặt đầy khó tin. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 35.